Rồi lúc bây giờ đó, nếu là thiện thì Phật phát triển lên, và nếu ác đó, thì ta chuyển ác thành thiện. Đây là trên bước đường tu. Ta đã thiện thì ta phát triển lên thì điều này dễ rồi. Ta có thiện căn công đức thì lúc bây giờ đó ta phát triển này lên dễ. Thiện căn công đức tức là ta là người tốt, ta là người tốt, ta là người lớn. Mà người tốt và người lớn thì ai thấy cũng quý trọng. Cho nên người quý trọng ta, ta biết quý trọng lại người. Thì cái trường hợp này đó, công đức ta sanh ra chứ. Ta được cái ưu thế là ta người lớn. Người lớn cho nên tất cả người nhỏ nó thấy ta, nó kính trọng ta, nó kính về tuổi tác. Rồi nếu mà ta có một cái kiến thức, chúng ta có cái đức hạnh, ta làm được một số việc tốt nữa, thì họ kính trọng ta về cái kiến thức của ta, họ kính trọng ta là về việc tốt của ta. Cho nên vì ta có kiến thức, vì ta có làm được những việc tốt, vì ta lớn tuổi, cho nên này ba cái ưu thế là có. Ta hơn người ở chỗ này thì ta cũng biết thực là ta hơn người. Nhưng mà biết như vậy rồi thì ta làm những cái gì ta có đây đó, Đức Phật khuyên chúng ta nên phát huy lên, nên phát huy nó thêm lên. Đây là biết tu này, cái điều tốt này nữa ta nên phát huy lên. Thì ta biết đó, sở dĩ mà nó kính trọng ta là vì ta có kiến thức, cho nên ở chỗ này ta tiếp tục, ta tiếp tục ta phát huy cái kiến thức ta lên, để cái nhìn chúng ta nó mỗi ngày nó chính xác thêm hơn nữa. Đây là trên bước đường tu, nó kính trọng ta là cái kiến thức, cho nên ta phải phát huy cái mặt này. Nhưng mà bây giờ nữa, nếu ta không phát huy mà ta trở thành ra một cái ông già lẩm cẩm mà bây giờ biểu nó kính trọng, chắc chắn cái này mất rồi. May ra nó còn kính trọng cái tuổi tác ta thôi, người lớn. Nhưng mà nó kính trọng ta cái tuổi tác người lớn, nhưng mà vì ta quá lẩm cẩm đi, ta quá chấp đi, và ta nói những cái điều nó không thể nghe được nữa, cho nên cái này nó cũng tránh thân. Đây là bà cụ mà tôi vừa nói, trở thành ra một ông già hay bà già khó tính thì ai muốn gần gũi nữa. Nói thì không có trúng vào đâu hết, nhưng mà lại khó tính, cho nên cái này từ chúng ta hại. Đó là trên bước đường. Cho bây giờ đó, chúng ta lỡ không được những điều tốt này nữa, ba cái điều này nữa, chúng ta xét trở lại, chúng ta mất hết rồi. Cho nên ta chỉ còn có cái tuổi tác lớn thôi. Nhưng mà tuổi tác lớn mà trở thành ra một cái ông già khó tính này nữa, thì trường hợp này ta thấy hỏng. Trở thành khó tính. Mà trong lúc đó chúng ta khó tính mà lại ta, nếu còn một cái khối lượng tài sản lớn thì này cũng còn chút xíu phước, còn chút xíu phước. Cho nên lúc bây giờ đó ta mới đem cái này ta ban rải ra đó, thì may ra đó vì nó ăn của ta mà nó phải chấp nhận ta thôi. Nó ăn của ta mà nó phải chấp nhận ta thôi, tức là đem của đó. Nhưng mà nếu bây giờ đó lớn tuổi mà cũng không có tài sản gì hết nữa, ta nói ta không có tài sản gì hết, cho nên trong lúc không có tài sản gì hết, không có để lại cho con cháu ta cái gì hết, ta nói nó nghèo khổ rồi. Ta nói con cháu ta nó nghèo khổ mà ta không giúp được nó gì hết, mà bây giờ ta đòi hỏi ở nó nữa, thì quý vị biết cái này không hết rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu ta rơi vô trong tình trạng này nữa, ta biết mình không có phước nữa. Ta đang không có phước nữa đó, thì bây giờ đó, chúng ta phải nhận ra thực được con người chúng ta. Thế không có phước đó, mà ta đòi hỏi chuyện này không có. Cho nên ta không đòi hỏi mà ta chấp nhận, ta sống dưới cái mức chúng ta có. Đây là trên bước đường tu ta là vậy. Ta không đòi hỏi những người chung quanh kính trọng ta, cho nên họ có khi dễ ta, ta thấy bình thường. Ta không đòi hỏi những người chung quanh quan tâm tới ta, thì họ không quan tâm chuyện này, bình thường.
ta không đòi hỏi họ sẽ cung cấp cái gì cho ta, thì cái trường hợp này họ bỏ rơi ta coi như bình thường. Ta bắt đầu tu là từ ta bắt đầu khởi tu là chỗ này. Đức Phật dạy chúng ta giữ cho được cái tâm bình thường này. Cái tâm bình thường này nữa, thì cái trường hợp này chỉ chấm dứt cái lòng tham thôi, thì ta trở lại thực tế của ta. Bắt đầu tu là từ không đòi hỏi bất cứ một cái gì, thì cái việc gì xảy ra cho ta, ta coi như là ta chấp nhận nó một cách tự nhiên. Đây là nghiệp của chúng ta, đây là sự thật của chúng ta. Mà cái này là gì? Tức là nghiệp nhân từ quá khứ. Ta nói nghiệp nhân từ quá khứ, mà quá khứ này ở đâu? Cái quá khứ này nè, là ta nói rõ. Ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta để lại cho ta. Tại vì ông bà, tổ tiên chúng ta biết ăn hiền ở lành, biết làm việc tốt, thì con cháu nhờ hưởng âm đức này. Nên ta nhìn ta thấy có. Ta nói con cháu nhờ hưởng cái âm đức này mà nó có thể ăn nên lập ra được. Đây là trên bức tường. Cho nên ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta, thì như vậy đó, cái con người chúng ta hôm nay đây là thừa hưởng cái di sản của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ ta trong cuộc sống thôi. Đây là sự thật mà không thể chối được. Cho nên người Nhật đó, họ nói là nếu một người làm ăn lương thiện mà có thể giàu được á, thì ít nhất cũng phải trải qua 3-4 đời, 3-4 đời nữa mới có thể giàu được. Tại ăn làm ăn lương thiện, đồng tiền kiếm được một cách chính đáng thì trong một đời người chưa giàu được. Ta nói trong một đời người, từ một cái người làm thuê ở mướn mà dành dụm tạo cho được một cái căn nhà ở đó, quý vị thấy khó chứ. Hết một đời mình có thể để lại cho con mình được một cái nhà. Đây là trên bước đường tu, sự thật là như thế. Cho nên có những người suốt đời nữa mà vẫn ở nhà mướn, không có được cái nhà nữa. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà lần lần chúng ta đi lên. Cho nên ta nhìn ta thấy ông bà, tổ tiên, cha mẹ, dòng họ chúng ta đó, từ ở trong quá khứ dẫn tới cái con người chúng ta hôm nay đây. Thì chúng ta nghĩ gì? Ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta nữa thì trước đây chưa gặp Phật Pháp, chưa gặp Thầy khai ngộ, cho nên lúc bây giờ không hiểu đạo, không biết tu, làm những cái chuyện mà không tốt, cho nên bây giờ tới cái hậu quả của chúng ta hôm nay đây là ta gánh hết cái này. Thành ra ta gánh hết cái này là của ông bà, tổ tiên, của cha mẹ chúng ta. Đây là một cái sự di truyền ta thấy rất là rõ. Kể cả cái bệnh tật của chúng ta đi nữa, thế nên cũng là di truyền. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi là cái dòng họ bên nội tôi đó, gì? Tức là có cái bệnh thấp khớp, bệnh đau khớp. Cho nên tôi hồi nhỏ đi học tiểu học đó, tôi đã có cái bệnh này rồi. Cho nên nhiều khi nó, cái gối chân như vậy nó phát nó sưng lên, tối ngủ nó sưng lên, sáng thức dậy bước xuống giường nó té này, đi không được. Đây là trên bức tường. Cho nên bên ngoài tôi đó thì có một cái bệnh về đường hô hấp, cho nên bị suyễn. Cho nên tôi 7-8 tuổi tôi bị suyễn rồi. Cho nên ngồi chống hai tay thở như con ếch vậy. Đây. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên chúng ta sanh vô trong một cái gia đình, chúng ta kế thừa cái di truyền này nữa, của cha mẹ ta, của ông bà chúng ta.
nay có. Rồi nếu mà cha mẹ ta, ông bà chúng ta nó làm cái người tốt ở trong xã hội đó, cái người biết đạo một chút, thì người hàng xóm họ còn nhìn chúng ta một cái tốt hơn. Ta nói tôi sanh trong gia đình bệnh hoạn như vậy, nhưng mà ông thân tôi và bà mẫu tôi đó là biết đi chùa. Ta nói biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết cúng dường, biết làm phước. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi còn được cái phước này. Cái phước của cha mẹ tôi là biết đi chùa, biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết ăn chay, biết làm phước. Mà cái phước lớn này nữa là nhờ cái ông cậu của tôi là đi tu, là ông hòa thượng, tức là cậu của ông cụ tôi. Cho nên nhờ ông hòa thượng này ông chỉ dạy, cho nên ông cụ tôi biết ăn chay, bà mẫu tôi biết ăn chay, biết tụng kinh này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thừa hưởng được là chỗ đó. May ra ông bà mình tu, cha mẹ mình tu, cho nên có được chút cái phước này, có cái duyên đối với đạo. Còn nếu mà quý vị đó, mà ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta mà chưa từng tu đó, thì đương nhiên bây giờ trong kiếp này chúng ta tu được không? Ta có cái hoàn cảnh rất khó, mà ta có cái niềm tin nữa cũng rất là khó nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhờ ông bà ta biết tu và cha mẹ ta biết tu, cho nên ít nhất ở trong con người chúng ta nó còn có một cái di truyền về tu này. Vì vậy đó mà chúng ta phát tâm chúng ta tu đó tương đối là dễ hơn. Còn ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta không biết cái chuyện này, không biết cái chuyện tu hành. Rồi nếu mà sanh ra ta đó, ta lại được cái giáo dục theo cái kiểu không tin Phật nữa, thì cái trường hợp này thì chắc chắn là quý vị khác rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta ngồi, ta suy nghĩ lại, ta thấy tất cả những cái gì nó diễn biến ở trong tâm chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta nữa, ở trong này nó có cái của cha mẹ ông bà, nó có cái tốt và nó có cái xấu. Cái tốt và cái xấu trong tâm của chúng ta và cái tốt và cái xấu ở trong thân của chúng ta. Cái tốt ở trong thân chúng ta có do ông bà tổ tiên ta để lại, là ta có cơ thể khỏe mạnh, có cái ngoại hình dễ coi. Còn ở trong tâm chúng ta mà có một cái tốt, là ta biết phải, biết trái và biết phát tâm tin Phật, tu hành. Cái đây cũng cái tác động của ông bà. Cho nên quý vị ngồi yên trở lại mà chúng ta tiếp nhận cái năng lượng này. Cái năng lượng từ ông bà tổ tiên chúng ta nó sẽ tới với chúng ta được. Cho nên có những người đó cứ tới ngày Vu Lan này đó thì thường nhớ tới ông bà tổ tiên, rồi lại nhớ tới chùa, rồi muốn đi chùa. Tại sao vậy? Là cái người này đã có căn lành đó. Ông bà tổ tiên chúng ta gọi chúng ta, gọi chúng ta, nhắc chúng ta đó, cho nên ta tự nhớ thôi. Nên tôi hồi nhỏ tôi có đọc cái bài thơ bốn câu mà rất dễ thương. Mỗi độ thu sang rằm tháng bảy, chiều xa vang vọng tiếng chuông chùa. Ngày xưa nhớ lại trong tâm trí mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ. Cái này gì? Nghe tiếng chuông chùa, tự mình nhớ trở lại ông bà mình, nhớ trở lại tổ tiên mình, nhớ trở lại cha mẹ của mình, tất cả những người quá khứ. Đây, tất cả những người này đó, họ gửi cái năng lượng về mình đấy. Cho nên lúc bây giờ là cái tâm này tốt này sanh ra. Cái tự nhiên mình muốn đi chùa, mình muốn lễ Phật, mình muốn tụng kinh, mình muốn làm phước thôi. Là ông bà tổ tiên của mình có tu cho nên ảnh hưởng lại. Nhưng mà ngược trở lại đó, thì nếu ông bà tổ tiên mình dòng họ mình không biết đạo, thì bây giờ nếu mình muốn đi chùa, mình muốn làm phước đó, thì mình cũng nhận được một cái tín hiệu
nhận được cái tín hiệu xấu vào trong lòng. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình không làm được chuyện này, hay là mình có đi nữa đó, thì cái trường hợp mình bị cái tác động ở chung quanh mình, nó làm cho con người mình trở thành xấu thêm. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà vì ông bà tổ tiên ta, cha mẹ chúng ta chưa từng biết tu, chưa từng biết làm phước, chưa có ăn hiền ở lành mà tạo tất cả các cái ác nghiệp. Bây giờ sanh ra ta đây được cái may mắn. Ta được cái may mắn trên cuộc đời, sanh ra mà ta được một cái người bạn nào đó. Ở đây chúng ta thấy có. Tại cái người này nó không biết đạo, không biết gì hết, nhưng mà trong hoàn cảnh khổ quá, bây giờ cùng một cơ quan có người bạn nó dẫn mình đi chùa. Có nhiều người không biết đạo mà từ cái chỗ này đi tới chùa, rồi may mắn chúng ta gặp một bậc chân tu, cho nên ta mới phát tâm. Thì bây giờ ta nghĩ sao? Ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta sanh ra không may mắn giống như ta hôm nay, không gặp thầy hiền bạn tốt, nhưng mà gặp những người xấu rủ đi làm những chuyện xấu thôi, cho nên bây giờ cái kết quả mà chúng ta có hôm nay. Nhưng mà ta được cái may mắn hơn là ta sanh ra trong một cái thời kỳ thái bình. Thời kỳ thái bình cho nên cái xã hội phát triển, từ cái chỗ đó đó mà ta có cái may mắn, ta được những người bạn tốt và họ dắt chúng ta đi chùa. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi đó chúng ta được gặp Phật Pháp thì đương nhiên cái bước ban đầu đó, nếu mà ta bị cái tác động tiêu cực của tổ tiên ông bà ta tới đó, thì cái trường hợp này ta đi chùa rất khó khăn. Đây là trên bước đường tu. Tại ở trong lòng chúng ta đó, nó phân vân. Thì bây giờ đó, ta muốn đi chùa, ta muốn tụng kinh, nhưng mà những cái tác động vô hình thì nó làm cho ta không thể làm được. Cho nên khi đó đó quý vị, nếu mà bình tâm suy nghĩ kỹ, chúng ta nhận được tất cả những tín hiệu. Thì trong lúc đó quý vị làm sao? Thành ra ta ngồi yên ở trước bàn Phật cùng với đại chúng tụng kinh, mặc dù ta tụng cũng không được, ta bị cái tác động kia. Cho nên lúc bây giờ ta lắng lòng, ta nghĩ ông bà ta, tổ tiên ta và cha mẹ ta, tất cả những người mà quan hệ với ta đây, gồm đủ cả quán thân, cái này nó bao bọc chung quanh ta, cho nên tác động vô ta. Thế nên ta tới chỗ nào thì nghiệp ta theo tới chỗ đó. Cho nên ông bà tổ tiên ta biết tu thì bây giờ ta tu rất dễ. Nhưng mà không biết tu thì bây giờ đó, ta đi tới chùa ta thấy khó. Thế nên có những người mà nói với tôi đó, nó con muốn đi chùa thầy, nhưng mà sao con nghe tiếng chuông sợ quá. Ở đây có ai sợ tiếng chuông? Nghe tiếng chuông chùa sợ quá. Thế nên có những người ta nghe, người ta thấy cái tâm hồn người ta nó lân lân nhẹ nhàng, nó đi vào trong cái cảnh hư vô. Nhưng mà có người nghe sợ quá. Đây là thật. Thì ở trong lúc đó đó, quý vị chỉ ngồi yên lắng tai nghe tiếng tụng kinh, và mình thầm khấn ở trong lòng mình, tổ tiên ông bà chúng ta, tất cả những người thương ta, những người quán ta đều có mặt ở đây, xin tất cả các vị cùng con mà đọc tụng lại lời của Đức Phật, hiểu được cái nghĩa sâu xa ở trong kinh, và từ chỗ đó nên chúng ta được siêu thoát. Nên ta mời gọi chứ. Thành ra trên bước đường tu đó, thành ra riêng về tôi này, tôi có cái cảm giác đó, là tổ tiên ông bà của tôi nhiều đời nữa, họ đều bao bọc chung quanh tôi. Cho nên tôi ngồi tôi tụng kinh một mình thôi, nhưng mà tôi có cảm giác như là chung quanh tôi có rất đông những người. Cho nên tôi tụng cho họ nghe. Mà tôi tụng bằng cái tâm của tôi nữa, thì tôi có cảm giác tất cả những người này họ cùng nghe được cái lời tụng của mình chứ. Họ nghe được cái lời kinh của Đức Phật, rồi họ hiểu được cái lời kinh của Đức Phật, cho nên họ được an lạc, được giải thoát là.
Vì vậy đó mà cứ mỗi một mùa Du Lan, mỗi một mùa Du Lan đó, thì tôi có cái cảm giác như là tất cả những người thân của tôi đó, họ đều nghe, họ đều về chùa, họ nghe kinh, rồi đó họ được siêu thoát. Siêu thoát đi có nghĩa là hóa giải được tất cả các ác nghiệp của họ. Những cái buồn phiền, cái khổ đau của họ đó, nó đều tác động qua ta hết. Cho nên những người này đó, họ khổ đau thì họ làm cho trong tâm chúng ta bất an và khổ. Nhưng mà bây giờ đó, ta tụng kinh cho họ nghe, họ nghe được kinh, họ hóa giải được tất cả các nghiệp ác của họ, cho nên họ được an lạc, hết khổ đau. Thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy tâm mình an lạc. Cho nên tâm mình an lạc, cho nên nó có người nào tới thưa với tôi. Cho nên họ mới nói này, khi mà bố con chết hay là mẹ con chết trong một cái hoàn cảnh, trong hoàn cảnh mà nó khổ quá đi, cho nên bây giờ cứ ngủ nằm mơ đó thì thấy bà cụ về kêu, hay là thấy ông cụ về kêu. Bây giờ đó nhờ thầy cầu nguyện giùm. Cho nên tôi nói là tôi cầu thì được rồi, nhưng mà bà cầu đó thì tốt hơn. Tại vì ông cụ bà cụ á, là đi theo sát với bà hơn. Chứ khi mà bà tới đây đó, thì ông đi theo tới đây. Nhưng bà về rồi đó, thì ông theo ông về. Đó là trên đường tôi. Cho nên chính cái người đó cầu nguyện. Thì bây giờ đó, chư Tăng cùng với những người này cầu nguyện đó, thì cái trường hợp kết quả cao. Cái kết quả cao. Đó là trên bước đường tôi. Thì bây giờ đó, cái bà này nói thưa với tôi, rồi tôi mới chỉ như vậy. Bây giờ đó, tại vì ông cụ hồi đã chết trong hoàn cảnh như vậy đó, cho nên bây giờ đó, muốn giải cái quan nghiệp này đó, là bây giờ đó, bà về chùa bà tụng kinh. Tụng kinh cùng với chư Tăng tụng kinh. Nhưng mà ở trong lòng bà nó cứ nghĩ ông cụ về để nghe kinh đi. Ông cụ về để nghe kinh, nghe chư Tăng. Nhưng mà muốn cho ông cụ bà nghe được kinh của chư Tăng á, thì bà phải lóng tai nghe. Tại ông cụ bà đâu có lỗ tai đâu mà nghe. Cho nên lúc bây giờ đó ta tụng kinh á, thì ma không nghe được. Vì vậy đó mà quý vị đó, có nhiều người nữa nó thôi bây giờ mình không tụng kinh mà mình mở cái kích sách, mình mở cái máy lên để cho vong nghe, phải không? Cái này không có nghe. Họ không có cái lỗ tai, họ không nghe được. Cho nên họ có cái linh hồn, họ có cái tâm. Cho nên khi mà ta có cái tâm thì họ nghe được. Cho nên ta nghĩ tới kinh thì họ nghe được kinh. Chứ máy họ đâu nghe được. Đây là trên bước đường tu, họ không nghe máy được. Cho nên chúng ta mở máy lên họ cũng không nghe. Khi nào mà cái tai họ còn thính họ mới nghe được. Còn bây giờ cái tai họ đã ù rồi, họ không nghe được. Nhưng mà họ còn cái tâm đó. Thì lúc bây giờ nếu cái tâm chúng ta đó, với họ nó có một cái gì gắn liền với nhau, cho nên bây giờ ta nghĩ cái gì họ liền nghĩ theo ta. Cho nên ta nghe bằng cái lỗ tai, từ lỗ tai chúng ta nó truyền vô tâm chúng ta, cho nên từ tâm chúng ta nó mới truyền qua cho những người thân của chúng ta. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên cái trường hợp đó, cái bà này nghe tôi dạy như vậy đó, thì bà mới bỏ ra một cái khoảng thời gian dài bà đi chùa và tụng kinh. Cho nên mỗi ngày bà đi tụng được một khoảng thời gian đó, mà mới thưa với tôi và nói bây giờ đó là con không thấy ông cụ nữa. Không thấy ông cụ nữa. Không thấy ông cụ nữa tức là ông cụ đã siêu thoát rồi. Đây là trên. Cho nên ông cụ đã siêu thoát rồi thì mình sẽ không thấy nữa. Cái thứ hai đó, mà nếu siêu thoát đó, mà về tịnh độ hay là về các cõi trời đó, thì mình bắt đầu mình có nhận những cái tín hiệu mới. Cho nên mình có nhận những tín hiệu mới là tín hiệu an vui. Cho nên mình cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình mà sanh lên trời hay là sanh về cực lạc,
Thì lúc bây giờ ở đây mình nhận được cái tín hiệu mới của ông bà, của tổ tiên của ta nữa, trở lại người ta. Cái tín hiệu đó là gì? Tức là họ đang ở trên trời, mà khi ta nghĩ tới họ, ta nghĩ tới họ thì họ bắt được cái tín hiệu của ta, họ nghĩ tới ta. Mà họ nghĩ tới ta đó thì ta được an vui. Cho nên ta nghĩ tới họ, họ nghĩ tới ta, ta được an vui. Cho nên tôi nói thí dụ như bây giờ ta có một người thân, có một người thân, nhưng mà họ đi xa đi, thì cái người này đó họ ăn nên làm ra, họ giàu có rồi, mà ta nhận được cái tín hiệu, họ báo về cho ta biết đó, là bây giờ đó tôi làm ăn được, tôi khá, tôi giàu rồi, thì đương nhiên ta ăn vui chứ. Tại cái tín hiệu từ một người ăn nên làm ra với ta, từ một người tốt tới với ta, ta nhận được cái tốt đó, ta nhận ngay được cái tốt đó. Cho nên thứ nhất đó là ta không nghe, ta không thấy nữa, tức là họ đã hết khổ, cho nên không tác động vào tâm ta khổ. Thứ hai là họ được an vui, cho nên lúc bây giờ họ tác động vào tâm chúng ta, làm cho tâm chúng ta nó trở thành an vui. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, cái người nào mà cái tâm chúng ta đó an lạc lần lên, chúng ta phát triển lần lên, thì lúc bây giờ đó ta biết là những người thân chúng ta. Cho nên đầu tiên là ta cầu nguyện cho họ, nhưng mà họ được vãng sanh thì ngược trở lại họ tác động, họ cầu nguyện cho ta. Tại trong cái lúc đó đó ta tụng kinh, nhưng mà cái nghĩa lý sâu xa bên trong đó chúng ta không hiểu được, thì lúc bây giờ đó ta nhờ ông bà tổ tiên chúng ta đó, mà họ có được cái tâm an lạc giải thoát kia, cho nên họ tiếp cận được với Phật tốt hơn ta. Cho nên có nhiều cái việc mà cái khi đó ta không thể hiểu được, ta không giải được, nhưng mà ta nhờ qua cái trung gian này đó, họ giúp chúng ta giải được. Vì vậy đó mà trên bước đường tu này của chúng ta đó, nếu mà chúng ta tu đúng thì mỗi ngày tâm chúng ta thanh tịnh thêm, tâm chúng ta an vui thêm, và tâm chúng ta sáng ra thêm, để ta biết được hết tất cả những cái việc ở trên cuộc đời. Nhưng tôi xin ngừng ở đây, và tối 14 sẽ gặp lại quý vị ở chùa Ấn Quang.